Chào các bác nha. Hôm nay cửa hàng nông của anh Thư lên clip giới thiệu cho bác hai con máy thổi lá nhá. Đó, máy rất chi là đẹp ngày hôm nay luôn. Đó, đầu tiên con số 1 đến từ thương hiệu Makita này. Con số 2 đến từ thương hiệu Echo các bác nhá. Rồi, đó. Các bác xem video cho em xin một nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo nhá. Số điện thoại liên hệ của cửa hàng là 0969333463 này. Đó, máy rất chi đẹp. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết con máy thổi lá cho các bác nhá. Đầu tiên con số 1 này. Chúng con đến từ thương hiệu Makita các bác nhé. Makita. Có máy còn nguyên hai ống thổi này. Máy rất chi là liền lạc đẹp nhá. Hàng lâu lâu mới về được 1-2 con ấy. Nên có clip luôn cho các bác đón đọc này. Máy có công suất là 26cc các bác nhé. 26cc này. Lòng 34 ly này. Đó. Rất nhẹ nhàng cho các bác nào mới thổi sân vườn nhà nhá. Dọn vệ sinh môi trường này. Các bác làm bảo vệ thổi trường học, khu quân viên này. Khu nghĩa trang các thứ rất là ok này. Máy chỉ nặng khoảng hơn 5kg một tí thôi, rất nhẹ nhàng, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi các bác nhé. Đó. À, động cơ này động cơ 4 thì các bác nhé, xăng riêng, nhớt riêng này. Đó, Makita. Đây, nhớt thì các bác đổ trên nhé. Nhớt không đổ nhiều đâu, mỗi lần các bác đổ khoảng 100ml thôi. Đó, bình xăng, bình xiếc này, sức gió thổi đến là hơn 500km/h nhé. Hơn cả cơn bão số 2, số 3 này. Đó, chế à, chế răng ngang nhá, cực kỳ là tiết kiệm xăng này. Đấy, bên em đã bổ sung dây xăng mới cho các bác nhá. Đấy, để cho đảm bảo cho các bác sử dụng này. Bình xăng này. Bác đổ về bình xăng này, các bác sử dụng đến 6 7 tiếng nhá. Liên tục luôn. Không hết được. Đó, rất chi là tiết kiệm xăng. Đó, máy rất là liền lạc, còn nguyên hai ống thổi này. Thổi gần thổi xa tùy vào các bác thôi. Bác tháo ống khớp trên được này. Đó, máy rất là liền lạc và đẹp. Đó, khi các bác mua sản phẩm bên em ấy, đến nơi các bác được kiểm tra hàng nhé, test hàng này, đó, bảo hành cho các bác 6 tháng luôn. Đó, máy rất là đẹp. Rồi, đó, test nổ thử cho các bác nhé. Đấy, bên em nó dọn nổ ok hết rồi, các bác về đổ xăng và sử dụng luôn, rất tiện. Máy chỉ nặng hơn 5kg một tí thôi. Rồi, test nổ cho các bác nhé. Đấy, chỗ này chỗ là mở bugi nhé. Đấy, test nổ cho các bác. Các bác nhìn thấy dây giật, dây riếc còn trắng tươi nhá. Các bác bật công tắc lên. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, để nổ thử lại thử cho các bác nhá. Đó, chân em hơi đau, các bác thông cảm này. Đó, các bác kéo nhẹ lên nó nổ đấy, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đó, máy rất là đẹp. Đẹp trên 90-95%. Đó. Rồi, con này là để cho các bác là giá rẻ thôi nhá, giá 2.8 bao ship nhá. Giá quá rẻ luôn. Đó. Đấy, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0969333463 nhá. Quá đẳng cấp. Đấy, tiếp theo con số 2 là một con đến từ thương hiệu Echo các bác nhá. Đấy, màu đen rất là huyền bí này. Đó, các bác nhìn qua nhá. Còn nguyên hai ống thổi này. Echo Made in Japan. Đó, máy có công suất là 26cc nhá, lòng 34 ly này. Bằng con này các bác nhá. Màu đen rất là huyền bí. Bên em đã nổ ok hết rồi, các bác về việc đổ xăng và sử dụng luôn. Đó. Máy này, máy thích hợp cho bác nào mà đi thổi sân vườn nhà các thứ nhá, hoặc vệ sinh môi trường, bảo vệ tổ trường học, quân viên các thứ này. Cực kỳ tiết kiệm xăng các bạn. Động cơ 2 thì nhá, xăng phá nhớt các bác nhé. Động cơ các bác sử dụng giống máy cưa ấy, máy cắt cỏ ấy, đó. Máy chỉ nặng khoảng hơn 5kg một tí thôi. Màu đen rất là huyền bí. Đấy, các bác nào thích màu xanh thì chọn con số 1 này, rất là ok này. Đó. Bác nhìn. Đó, rất là đẹp. Chế răng ngang nhá, cực kỳ là tiết kiệm xăng này. Đó. Bác nhìn qua nhá, còn nguyên hai ống thổi. Phù hợp với các bác mục đích sử dụng thôi. Các bác thích thổi xa thổi gần, tháo ống khớp ra nhé, rất là ok này. Đó, test nổ con máy thổi lá đến từ thương hiệu này Echo cho các bác nhé. Echo các bạn. Đó. Các bác nhìn nhé, cho bác xem con đấy trắng tươi, hơi hám, căng đét các bác nhé. Đó, công tắc đầu tiên các bác bật lên. Thì test nổ luôn các bác ạ. Đó, nổ rất là giòn nhá. Đấy, các bác có tuổi dùng rất là ok này. Đó, các bác giật nhẹ lên. Nó không nổ đó, anh em nó không quá ok rồi.
tháng 3 ship nhé. Thì chù đó, rồi bác nào quan tâm sản phẩm thì các bác liên hệ qua số điện thoại là 0969 333 463 nhé. Các bác xem video thì hai anh em xin nút like, đăng ký kênh và thông báo nhé. Có chân em hơi đau các bác thông cảm, không lên được máy cưa nhé, ngày mai em sẽ lên máy cắt cỏ máy cưa cho các bác nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác những clip tiếp theo.